Video này được tài trợ bởi nhà cái DK8, nhà cái uy tín hàng đầu với trò chơi đa dạng, khuyến mại 100% giá trị nạp cho lần nạp đầu tiên. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với bản tin buổi sáng hàng ngày của Góc Arsenal. Bây giờ, hãy cùng chúng mình điểm lại những chuyển động thú vị của đội bóng thân yêu ở trong 24 giờ đã qua. Nhớ like, share và subscribe anh em nhé. Giờ thì bắt đầu thôi. Trong tháng riêng vừa qua, huấn luyện viên Mikel Arteta đã tỏ ra khá im hơi lặng tiếng ở trên thị trường chuyển nhượng. Theo đó thì Arsenal gần như là án binh bất động. Điều này phần nào khiến cổ động viên của Arsenal cảm thấy thất vọng. Quả thật, lực lượng của Arsenal khá mỏng và họ được đánh giá là khó có cơ hội để giành vé tham dự Champions League. Hiện tại thì pháo thủ đã rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League, khi kém đội top 4 là Man United 2 điểm, dù đã ít hơn một trận. Tuy nhiên, mọi thứ có thể trở nên tốt hơn dành cho đội bóng chủ sân Emirates. Hóa ra, các quyết định của trọng tài thông qua công nghệ VAR đã phần nào chống lại Arsenal. Theo nghiên cứu từ ESPN, nếu mà không có VAR, Arsenal hiện tại đang chễm chệ trong top 4. Khi ấy thì Arsenal sẽ có 37 điểm trong tay thay vì 36, đủ để leo lên vị trí thứ 4 khi bằng điểm số với Man United và West Ham, nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại. Ngược lại thì Man United và West Ham sẽ rớt xuống một hạng. Trong top 3 vị trí dẫn đầu, số điểm của Chelsea không đổi là 47 điểm. Trong khi đó thì Man City bị trừ 1 điểm, Liverpool có thêm 1 điểm. Như vậy, thay vì kém 9 điểm như hiện tại, khoảng cách giữa Liverpool và Man City lẽ ra chỉ là 7 điểm nếu mà không có sự can thiệp của VAR. Kể từ sau khi Arteta quyết định loại Patrick Aubameyang khỏi kế hoạch của mình, tiền đạo trẻ Gabriel Martellani đã thường xuyên được trao cơ hội. Không phụ lòng thuyền trưởng người Tây Ban Nha, ngôi sao người Brazil đã liên tục tỏa sáng để giúp pháo thủ giành những chiến thắng quan trọng. Dù ở tháng riêng vừa qua, phong độ của Arsenal đã đi xuống chậm chậm. Đội bóng này chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn thắng, đồng thời bị loại khỏi hai đấu trường FA Cup cùng với Carabao Cup. Tuy nhiên, ban lãnh đạo vẫn đánh giá cao nỗ lực tới từ ngôi sao sinh năm 2001. Chính vì vậy, họ đã quyết định trao cho Martellani giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng. Anh xếp trên hai người đồng đội khác là Martin Odegaard và Ben White ở trong cuộc bình chọn. Rõ ràng, sự góp mặt của Martellani đã giúp lối chơi của pháo thủ tăng thêm phần đột biến. Bên cạnh đó thì cách ngôi sao 20 tuổi tạo lên mối liên kết cùng các đồng đội cũng thực sự ấn tượng. Ở mùa giải năm nay, Martellani đã đóng góp 4 bàn thắng cùng 3 pha kiến tạo cho pháo thủ. Người hâm mộ hy vọng rằng trong tháng 2, cựu tài năng của Ituano sẽ tiếp tục duy trì những màn trình diễn ấn tượng để giúp Arsenal trở lại vào top 4 Premier League. Có nhiều đồn đoán cho rằng với việc Aubameyang đã chuyển tới Barca, khả năng cao Martellani sẽ được thừa hưởng chiếc số áo 14 huyền thoại của câu lạc bộ. William Saliba là một nhân tố có tiềm năng của bóng đá Pháp. Arsenal quyết định chia ra 27 triệu bảng để trông mộ anh, xong lại bất ngờ cho Sanchez mượn trở lại. Sau đó thì vào các mùa giải 2020-2021 và 2021-2022, huấn luyện viên Mikel Arteta tiếp tục mang chung vệ người Pháp cho hai đại diện của Ligue 1 mượn là Nice và Marseille. Và dưới góc nhìn cá nhân của mình, tác giả Patrick Austin-Harry đã cho rằng Arsenal đã phạm một sai lầm khi mà hiện tại Saliba đã trưởng thành, thi đấu ổn định và nhận được sự săn đón của các ông lớn. Lần lượt những Inter Milan, AC Milan, Real Madrid đang dành sự quan tâm tới cầu thủ sinh năm 2001 và hướng tới một thương vụ trong thời gian tới. Sau thời gian chinh chiến qua nhiều mùa giải tại Ligue 1, Saliba đã chứng tỏ được giá trị của bản thân nơi hàng thủ Marseille. Cứ từ đầu mùa giải 2021-2022 tới nay, anh đã ra sân tổng cộng 30 trận trên mọi đấu trường, trở thành chốt chặn đáng tin cậy của huấn luyện viên Jose Sampaoli. Theo trang Calcio Mercato của Italia, hiện tại có Inter Milan, AC Milan và Real. Ba đại gia của bóng đá châu Âu đang hướng tới việc nâng cấp hàng thủ. Và một nhân tố tiềm năng như là Saliba đã được họ đưa vào danh sách chuyển nhượng. Nhìn những gì Saliba đang sở hữu, huấn luyện viên Arteta cũng như người hâm mộ Arsenal không khỏi hối tiếc khi đã bỏ phí một tài năng trong 3 mùa giải vừa qua để anh thi đấu theo dạng cho mượn tại Pháp. Ở thời điểm hiện tại, nhân sự ở vị trí trung vệ của Arsenal có 3 cái tên, bao gồm Ben White, Gabriel Magalhaes và Rod Hosting. Tuy nhiên, bấy nhiêu vẫn là khá mỏng
khi họ chuẩn bị bước vào giai đoạn cam go trong cuộc đua top 4 ngoại hạng. Pháo thủ sẽ phải cạnh tranh cùng Manchester United, Tottenham Hotspur, West Ham và cả Wolverhampton. Và xin đừng quên rằng Arsenal cũng vừa bật đèn xanh để trung vệ người Tây Ban Nha Paulo Mari ra đội đến Udinese thi đấu theo dạng cho mượn, cũng như để Callum Chambers tới với Aston Villa theo dạng chuyển nhượng tự do. Tác giả Patrick Austin-Harry viết: khi William Saliba thu hút sự chú ý của các ông lớn của bóng đá châu Âu với màn trình diễn tại Marseille, Arsenal và Mikel Arteta có thể rất hối tiếc về kế hoạch mà mình đã vạch ra. Người đại diện của Saliba, Niang Riprin, được cho là đã thảo luận với nhiều câu lạc bộ với một thương vụ được kích hoạt vào hè này. Và nếu Saliba bị quyến rũ bởi lời đề nghị từ Real, Inter và AC Milan, thì Arsenal có thể mất một cầu thủ triển vọng. Eberechi Eze là một trong những nhân tố mới nổi bật tại ngoại hạng Anh, khi anh đang có bước tiến bộ đáng kể trong thành phần của Crystal Palace. Cầu thủ người Anh có thể chơi tốt ở vai trò chạy cánh lẫn tiền đạo săn bàn. Mùa giải 2021-2022 chứng kiến chặng đường đầy khó khăn của Eze khi anh dính chấn thương gót và không thể ra sân thường xuyên trong hàng ngũ của đại bảng. Hiện tại anh mới chỉ có 4 lần ra sân thi đấu tại ngoại hạng Anh. Mới đây, trong một buổi chia sẻ với Racing Praler, Eze đã trải lòng về những giai đoạn thử thách đã từng kinh qua trong thời niên thiếu của mình. Tôi đã bắt đầu chơi bóng từ lúc lên 8 tuổi ở Arsenal. Sau đó tôi tới tập luyện tại lò đào tạo của Fulham, Reading. Tôi đã nhận không biết bao nhiêu lời từ chối và điểm đến tiếp theo là Middlesbrough. Thời gian ở Arsenal có lẽ là khó khăn nhất. Ước mơ của tôi là thi đấu cho đội một pháo thủ. Nhưng họ đã nói không vào lúc tôi ở ngưỡng 13 tuổi. Tôi nhớ mình đã tập luyện sau khi bị thanh lý từ họ. Lúc đó thật chẳng thể nào tập trung và tôi đã khóc. Nhưng chính điều này đã giúp tôi có động lực đi lên sau những lời từ chối đó. Như vậy là phần điểm tin của chúng mình tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.